Chào mừng mọi người đến với game show Thử Tài Kiến Thức cùng với anh chị em. Ở đây chúng ta sẽ có 5 chủ đề là World Cup 2022, công nghệ, ô tô, âm nhạc Việt Nam, ăn uống. Mời anh chị em. Công nghệ. Chủ đề công nghệ. Apple A12 X Bionic được sử dụng trên thiết bị nào? iPhone X Max. Buộc sai. App Pro 2018. Hết câu hỏi rồi. App Pro 2018. Chính xác. Cái gì? Mời lại chị em trả lời câu thứ hai. Sản phẩm có phần cứng rẻ nhất của Apple là sản phẩm nào? iPhone SE. Không, chị em. No. iPhone SE. Sai. iPhone SE 2022. Sai. Đáp án là AirTag. Cái đoạn đầu video là một mini game mà bọn mình đã thu bằng hai cái chiếc mic. Thứ nhất là đến từ thương hiệu Saramonic và thứ hai đến từ hiệu Rode mà anh em đã quen thuộc nha. Thì các bạn có phân biệt được hai cái mic này ai sử dụng và ai là người nói không? Đó, để ta thử so sánh với hai thương hiệu về mic thu âm. Các bạn hãy tắt video, bình tĩnh cái đã xem nào. Tôi đang chia sẻ về cái bí quyết đã làm trên kênh Vinh Show như thế nào. Bởi vì là các bạn có nhớ lần trước là cái video mình mới vào Sài Gòn, âm thanh em kêu lỗi quá, bị rè, bị chóe, bị to. Thì hôm nay mình muốn chia sẻ đến những bạn nào mà quyết định làm TikTok, làm YouTube, làm creator thì các bạn nên chọn những loại mic như thế nào cho nó phù hợp nhá. Thứ nhất là có Saramonic này thì mình cũng đã mua để mà tại vì Rode bọn mình dùng nhiều rồi. Bọn mình mua tổng cộng là 3 bộ mic đến từ 3 thương hiệu khác nhau cơ, và các bạn chờ cái video sau sẽ còn cái mic mình đặt từ nước ngoài về nữa nhá. Thì cái con Saramonic này mình chọn mua bởi vì là nó giá sẽ nhỉnh hơn một chút so với con Rode, nhưng mà nó lại có nhiều phụ kiện hơn nhá anh em. Với số tiền chênh đấy mình sẽ có 2 dây cắm mic, con kia thì không có, mặc dù rẻ hơn một chút mà cái dây cắm mic này cũng khá là đắt, không hề rẻ một chút nào. Và các bạn thấy là mình đang đeo một cái ở cổ này. Chúng ta sẽ có cả chuyển đầy đủ là cắm vào iPhone hay là Android, đều đầy đủ hết cho anh em. Ví dụ như là cái này mình đang cắm vào iPhone, phần lớn là mình quay bằng iPhone vào cái đầu thu của nó. Và cái này dành cho điện thoại bình thường có giá cắm 3.5 này. Cái này là dành cho điện thoại Android có đầu C này. Cái này là dành cho máy ảnh này. Nói chung là con này nó sẽ cực kỳ tiện nhá. Anh em nếu mới bắt đầu các bạn mua cái bộ này, còn của Rode nữa sẽ không đủ phụ kiện bằng. Thế nên các bạn lại phải tự tìm đi mua. Ở đây thì mình đang thu điều kiện ở môi trường ở bên ngoài, chúng ta sẽ thử luôn cái khả năng là nếu mà thu giọng nói thì có tránh được bớt được âm thanh ồn hay không. Cái hộp của nó thì mọi người sẽ thấy là trông giống như một cái túi khá là hay. Bên ngoài là làm giả da có dòng chữ Saramonic, bên trong nó sạc giống y hệt thì kiểu tai nghe True Wireless, hút bằng 5 châm. Đấy, làm đẹp, rất là chỉn chu. Và bên này thì mọi người sẽ có cổng cắm sạc USB-C. Nói chung là con này là mình ưng nhất là đầy đủ phụ kiện, không phải suy nghĩ gì để đi mua mới. Quay trở lại với lại cái thiết kế của cái con này thì nó gần giống của Rode. Thật ra là mấy cái mic này làm tương tự như nhau thôi, người kiểu vuông vuông, con này thì bo tròn hơn một chút này. Cả ba cái sản phẩm của thiết bị này bao gồm một cái đầu thu này, hai cái mic thu âm này đều có màn hình nhá. Cái màn hình này sẽ hiển thị cho anh em thông số như là mức gain trên micro này, pin này, vạch sóng. Và màn hình LCD này khá nét, nhìn rõ, và đặc biệt là nó có chức năng là thay đổi độ sáng màn hình theo môi trường. Cái này thì mình cũng chả lý, tại vì cái mic mình chỉ kẹp vào và dùng thôi, nhưng nói chung là có thêm thì cũng hay. Ở bên này thì sẽ có những cái phím bấm và độ nảy sử dụng đàn hồi của nó tốt. Bên cạnh đấy thì cái kẹp cũng cực kỳ là tuyệt vời, kẹp sử dụng hàng ngày ngon lành cây đào. Và các bạn phải lưu ý là có cả dây cắm vào nếu anh em không muốn kẹp. Còn bình thường là mình ra ngoài phỏng vấn thì các bạn sẽ cầm như thế này, khá hay. Và các bạn đã thấy là cái ban đầu khi mà mình sử dụng cái mic này thì tại sao một số video lúc mới đầu vào Sài Gòn anh em kêu là âm thanh lỗi? Bởi vì có một cái vấn đề là anh em mới làm thì lại chưa quen setting với con này. Bởi vì đối với lại cái màn hình hiển thị của nó thì cái thông số chưa được đồng bộ giữa cái đầu thu và cũng như là cái mic thu. Vì vậy nên cái gain các bạn phải chỉnh được ban đầu hơi phức tạp. Hay đa chỉnh nếu mà không khớp thì dẫn đến hiện tượng là âm thanh bị vỡ như anh em đã thấy hôm trước. Và nếu lúc đó anh em cần phải test thử vài video cho yên tâm, sau đó các bạn có thể xử lý. Và đặc biệt là con này thu rất là xa nha, khoảng cách con này 200m. Các bạn đi review xe chạy trước chạy sau này cực kỳ tiện. Tuy nhiên thì về cái chất âm của con này thì mình thực sự thấy rằng là khi mà cắm cái dây vào ấy thì nó có một tiếng âm thanh noi nhẹ mà các bạn nào mà edit video hay làm các bạn sẽ để ý thấy. Vì vậy nên lại phải cho lên máy tính để mà xử lý. Theo mình thấy đây là chất âm cũng khá là ổn khi ít bị noi, đủ bass, treble, âm thanh không bẹt, to, rõ ràng. Khi so với giá tiền thì nó lại nhỉnh hơn so với con Rode Go 2. Nhưng mà bù lại sẽ có đầy đủ phụ kiện như này, anh em không phải đi mua. Về những cái tính năng khác thì con này có một cái điểm là nó không có cái app tương tự của con Rode. Và nó không có chức năng là thu âm backup vào từng mic. Bên cạnh đấy, trong quá trình sử dụng mình phát hiện là con này có một tính năng gọi là auto gain. Nó sẽ tự động chỉnh cho các bạn là cân bằng âm thanh, giúp âm lượng ổn định và đều hơn. Tuy nhiên thì khi thu ấy thì mình phát hiện là cứ chữ đầu tiên mình bắt đầu nói thì sẽ bị to hơn. Và bắt đầu sau bắt đầu nó mới cân bằng từ từ. À, nó không có một sự ổn định bởi vì nó sẽ bắt âm liên tục. Thì điều này nó cũng đôi khi hơi phiền một tẹo. Anh em phải nói đều đều cơ thì nó mới ổn. Và bên cạnh đấy thì con này của chúng ta thì cái mặt màn hình của nó tất nhiên là sẽ giống như mấy con còn lại, nó sẽ là dễ bị xây xước vì nó là nhựa bóng mà. Nhưng mà nó dán sẵn màn hình. Anh em thích thì anh em đừng có bóc ra, để nguyên như thế nó sẽ tuyệt vời hơn rất là nhiều. Cái thứ hai là cái dây đeo của nó này, dây kẻ áo này nó hơi cứng.
Nên các bạn nhìn thấy khi mà mình đeo vào cổ này mình khá là khó để mà uốn và cũng như điều chỉnh sao nó phù hợp. Giá bán của nó thì cao hơn so với Rode nhưng mà bù lại sẽ có đầy đủ phụ kiện anh em không phải mua thêm. Nếu mà Rode muốn đầy đủ ấy, các bạn phải mua thêm cả những cái dây cắm để được giống như kiểu của con này. Sau đó các bạn phải mua cả cái mic cắm bên ngoài cũng giống như con này. Đó, thành ra là giá thành của nó cuối cùng lại cũng sẽ gần như tương tự với nhau thôi. Thế anh em nghĩ sao? Các bạn có đang dùng mic nào để thu âm không? Còn cách truyền thống nhất nha, dành bạn nào mà mới bắt đầu làm, các bạn cứ cầm điện thoại như này ra ngoài đường. Đấy, các bạn mở ghi âm lên, sau đó các bạn sẽ ghi âm bằng iPhone, các bạn về xử lý thì cũng là một cách hay. Nhưng tất nhiên là nó sẽ không chất lượng bằng so với những cái mic như thế này. Và các bạn có thích đừng quên like cho bè. Và hẹn lại anh em trong các video lần sau. Same pace of life, same pace of life, same pace of life, same pace of life, same pace of life.